Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khi Tô Đại đã nói là làm, hệ thống sân sau của Tổng trọng bị đánh tàn tác. Ngày 8 tháng 3, mạng xã hội Việt Nam đóng lên từng phút do việc các cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở, khởi tố bị can và bắt giam hàng loạt các lãnh đạo tại ba tỉnh, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long. Truyền thông nhà nước cho hay, những vụ bắt bớ này là mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Và đây là hình bắt bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thủy Lan và chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành. Vẫn theo truyền thông nhà nước, căn cứ vào lời khai của Nguyễn Văn Hậu và các bị can, căn cứ các tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh kể trên, ngày 7 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án theo đó, một loạt bị can bị khởi tố và bắt tạm giam về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Trong đó có bà Hoàng Thị Thủy Lan, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Cao Khoa nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và khởi tố hàng loạt các lãnh đạo cấp dưới của ba tỉnh vừa kể với cùng các tội danh kể trên. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an đã bắt giữ bà Hoàng Thủy Thúy Lan, 58 tuổi, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào ngày 8 tháng 3, với chủ trương được cho là áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Và đây là hình Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến mỉa mai rằng mới chỉ 3 tháng trước, Báo Nhân dân còn ca ngợi bà Hoàng Thị Thúy Lan là quan chức dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao của tỉnh Vĩnh Phúc với tỷ lệ lên đến 98%. Dù rằng vào năm 2021, bà Lan từng gây xung sao cộng đồng mạng khi chỉ định con gái mình là cô Trần Huyền Trang, 31 tuổi, làm phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư của tỉnh này. Dưới áp lực của công luận chỉ trích vụ bê bối, mẹ bổ nhiệm con, cô Trang đã mất ghế phó giám đốc sở sau 3 tháng. Bên cạnh đó, tại Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, cựu chủ tịch tỉnh cũng bị bắt và khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ sau 10 năm nghỉ hưu. Theo báo Người Lao Động, tỉnh Quảng Ngãi có 4 dự án do tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên đầu tư xây dựng tất cả các dự án này đều có vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng nhưng đều rơi vào tình trạng bỏ hoang trong nhiều năm. Trước khi bị bắt, ông Cao Khoa đã bị bộ công an triệu tập để làm rõ một số hành vi liên quan tập đoàn Phúc Sơn trong thời gian ông này còn làm chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014. Tương tự như với bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thủy Lan, các bản tin của truyền thông nhà nước không cho biết cụ thể số tiền hối lộ mà ông Cao Khoa đã nhận của Phúc Sơn từ 10 năm trước đây là bao nhiêu. Trước đó, vào trung tuần tháng 2 năm 2024, Bộ Công an thông báo đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Hậu, tự hậu pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Sơn, với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Hậu được các báo ở Việt Nam mô tả là đại gia bất động sản của tỉnh Vĩnh Phúc và có nguồn tin ngoài luồng khẳng định Ông Hậu này là con nuôi của ông Trịnh Đình Dũng, cựu phó thủ tướng, một người được đánh giá là có mối quan hệ tốt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ra thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với một số nhân sự cấp cao liên quan đến những sai phạm của Bộ Công Thương trước đây. Trong đó, ông Trịnh Đình Dũng chỉ bị kỷ luật ở mức khiển trách dư luận ở thời điểm đó đã rất bất bình và cho rằng dù ông Trọng dơ cao đánh khẽ, nhưng ông Trịnh Đình Dũng cũng khó có thể được yên. Trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự các kỳ đại hội 12 và 13, ông Trọng đã cho thấy các nhân sự lãnh đạo được ông chọn lựa một cách khoa học, theo quy trình 5 bước, 7 bước, đều là những kẻ lạm quyền và tham nhũng nghiêm trọng. Theo giới quan sát phân tích, khi quyền lực của Tổng trọng sa sút việc bắt giữ liên tiếp các quan chức lãnh đạo cấp cao của Bộ trưởng Tô Lâm chắc chắn không ngoài mục tiêu làm giảm uy tín của người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như để gây sức ép buộc ông Trọng phải nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế quyền lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khi Tô Đại đã nói là làm hệ thống sân sau của Tổng Trọng bị đánh tàn tác. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều nghệ sĩ nhân dân không xứng đáng. Ngày 6 tháng 3, Facebook cá nhân của nhà báo Lê Thiếu Nhân đăng bài Nghệ sĩ nhân dân liệu có nằm trong lòng dân hay không? Thời báo chấm D trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Nghệ sĩ nhân dân được mặc định cao hơn nghệ sĩ ưu tú, Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1984. Sáng nay, ngày 6 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Trong 125 nghệ sĩ nhân dân vừa được sướng tên trên bục tưởng thưởng, người cao niên nhất là diễn viên cải lương Hùng Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1930. Còn hai người trẻ tuổi nhất là diễn viên chèo Hoài Thu ở Hà Nội và diễn viên cải lương Hồ Ngọc Trinh ở Long An cùng sinh năm 1984. Hậu trường xét tặng danh hiệu vẫn có không ít chuyện đáng băng khoăn. Vì cơ chế sinh, cho nên nhiều nghệ sĩ phải mất thời gian cân nhắc, khiến cho người thành danh trước lại nhận danh hiệu sau thế hệ hậu sinh. Và đây là hình status trên Facebook cá nhân của nhà báo Lê Thiếu Nhân. Ví dụ, diễn viên Thanh Tú, nổi tiếng với bộ phim, sau tháng 8, sản xuất từ năm 1976, nhưng đến nay mới được phong tặng nghệ sĩ nhân dân. Theo diễn viên Thanh Tú, thì bà cũng giống như nhiều người khác do ái ngại thủ tục hành chính và tự ái vì nhiều người được danh hiệu chưa xứng đáng, nên đáng đo không làm hồ sơ xét tặng nghệ sĩ nhân dân. Tâm tư của diễn viên Thanh Tú hoàn toàn có cơ sở. Xung quanh danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cũng có không ít tiếng bất tiếng trị mà nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa từng than vãn. Rất nhiều nghệ sĩ nhân dân mà nhân dân không biết mặt. Mới đây, còn có cả một vụ đôi co khiếu nại khá ầm ĩ. May ra có trường hợp đặt cách phong tặng nghệ sĩ nhân dân cho huyền thoại Tây Nguyên Y Nguan vào năm 2010 và những nghệ sĩ nhân dân phong tặng đợt đầu tiên năm 1984 như Phùng Há, Ba Vân, Ngô Y Linh, Quốc Hương, Trà Giang, Thế Lữ, Hồng, Hồng Sến, Hải Ninh, Thái Ly đều được giới chuyên môn lẫn giới ái mộ tâm phục khẩu phục danh hiệu nghệ sĩ nhân dân có ý nghĩa với những người biểu diễn, còn với những người có ưu điểm về sáng tạo thì danh hiệu nghệ sĩ nhân dân không phải đều đáng để công chúng ghi nhớ. Người yêu nghệ thuật đích thực dường như chẳng nhớ đến danh hiệu nghệ sĩ nhân dân mà chỉ biết Tào Mạc và soạn giả chèo Đặng Nhật Minh là đạo diễn điện ảnh, Đào Trọng Khánh là đạo diễn phim tài liệu, Lê Huy Quang là họa sĩ, Trọng Bằng là nhạc sĩ. Và đây là hình lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân ngày 6 tháng 3 vừa qua. Tại lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân sáng ngày 6 tháng 3 có hai hình ảnh xúc động. Hình ảnh thứ nhất là đạo diễn Hoàng Quân Tạo xuất hiện trên chiếc xe lăn. Đạo diễn Hoàng Quân Tạo có công xây dựng thương hiệu nhà hát kịch Hà Nội đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng bây giờ ông mới được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, muộn hơn lứa đàn em như Hoàng Dũng. Minh Hòa, Thu Hà, Trung Hiếu, Công Lý. Tuy nhiên, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quân Tạo còn may mắn hơn ca sĩ Trần Khánh. Lý do ca sĩ Trần Khánh mất năm 1981 ở 50 tuổi, mãi đến năm 2007 mới được truy tặng nghệ sĩ nhân dân. Hình ảnh thứ hai là nghệ sĩ Cải Lương Thanh Điền với hai tấm bằng chứng nhận nghệ sĩ nhân dân, một cho ông và một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền ở tuổi 77 bày tỏ, giá mà bà xã tôi còn sống để cùng tôi chia sẻ hạnh phúc này. Tôi vui nhưng cũng có chút buồn. Được phong tặng nghệ sĩ nhân dân hôm nay, đạo diễn Trần Lực góp phần nói dài danh sách cha và con cùng được tôn vinh danh hiệu này. Cha và con đều là nghệ sĩ nhân dân, tính đến thời điểm hiện tại, gồm có Thế Lữ, Nguyễn Đình Nghi, Trần Tiến, Lê Khanh, Phạm Văn Khoa, Nhuệ Giang, Hải Ninh, Nguyễn Thanh Vân, Trần Bản, Trần Lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiều nghệ sĩ nhân dân không xứng đáng Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.